Miss International Queen Việt Nam lộ nhiều bí mật khó ngờ, công ty của Hương Giang hoạt động khó hiểu. The Final Night Gala đại sứ hoàng mỹ Miss International Queen Việt Nam 2023 là cuộc thi do công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment tổ chức. Những ngày gần đây gây chú ý với màn đăng quang của hoa hậu chuyển giới Nguyễn Hà Diệu Thảo. Tuy nhiên đây là hoạt động chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Hương Giang Entertainment tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận. Trước đó khi nhận được thông tin về cuộc thi, thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các lực lượng liên quan đến kiểm tra tại địa điểm đang diễn ra cuộc thi này. Qua làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị dừng chương trình do tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao. Tuy nhiên, đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục thực hiện chương trình. Đến ngày 10 tháng 4, thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc công ty, tức ca sĩ hoa hậu chuyển giới Hương Giang, thừa nhận công ty đã tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận khi thực hiện tổ chức đêm chung kết cuộc thi người đẹp là hoàn toàn chưa đúng với quy định của pháp luật. Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận. Sở Văn hóa và Thể thao đang thực hiện xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ, trình người có thẩm quyền xử phạt nghiêm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment. Đây không phải lần đầu cuộc thi có vi phạm. Trước đó, ban tổ chức đã họp báo công bố top 20 đại sứ hoàng mỹ 2023 diễn ra ngày 23 tháng 2, sau đó cuộc thi bị hủy trước giờ bắt đầu. Theo ông Nguyễn Đức Thọ, chánh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, phía Hương Giang có xin cấp phép tổ chức sự kiện trên, tuy nhiên sở nhận thấy hồ sơ chưa đủ thủ tục theo quy định nên không cấp phép. Sau đó phía Hương Giang đã tự chủ động xin dừng buổi họp báo, vậy nên sở chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm và không xử phạt. Chân dung Hương Giang Entertainment. Theo tìm hiểu, Hương Giang Entertainment chính thức được thành lập vào tháng 6 năm 2019 với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng và được biết đến là công ty của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Nguyễn Hương Giang. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí. Theo thông tin trên giấy tờ, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1991. Năm 2021, công ty này tăng vốn lên 10 tỷ đồng và hiện có 10 lao động. Theo thông tin trên website Hương Giang Entertainment, công ty đã bắt đầu tổ chức cuộc thi để tìm kiếm đại diện Việt Nam tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế mang tên đại sứ hoàng mỹ từ năm 2020. Năm 2022, Hương Giang tiếp tục tổ chức cuộc thi The Next Gentleman, quý ông hoàng mỹ, là cuộc thi tìm kiếm người mẫu truyền hình thực tế của Việt Nam dành cho thí sinh nam. Trước khi làm kinh doanh, Hương Giang nổi danh với vai trò ca sĩ bắt đầu từ năm 2012 sau khi tham gia cuộc thi Việt Nam Idol. Đến năm 2018, đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí với nhiều vai trò, Hương Giang mở công ty Hương Giang Entertainment để sản xuất các chương trình truyền hình thực tế và quản lý talent. Một số talent đang thuộc công ty này hiện gồm có Hoa hậu chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trần Đài. Ngoài công ty riêng trong lĩnh vực giải trí, Hương Giang còn được bổ nhiệm làm CEO công ty cổ phần mỹ phẩm Candy Love Việt Nam, một thương hiệu của Hàn Quốc. Hiện tại nhiều người tò mò rằng liệu Diệu Thảo vừa mới đăng quang có còn giữ vững được vương miện khi cuộc thi năm nay chưa được cấp phép. Không ít khán giả tò mò về động thái của Hương Giang trước thông tin không hay gần đây về Miss International Queen Việt Nam 2023. Có thể khẳng định Hoa hậu Hương Giang đã rất nỗ lực tạo ra một sân chơi cho cộng đồng những người chuyển giới. Cô thừa nhận rằng bản thân vô cùng căng thẳng mỗi lần đứng ra làm người tổ chức, nhưng đến khi chơi lớn nâng cấp tên gọi cuộc thi lên thành Miss International Queen Việt Nam, đại sứ hoàng mỹ 2023 thì ngay lập tức chương trình bị Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ xử lý nghiêm vì tổ chức trái phép. Được biết cuộc thi này đã từng bị tuyết còi tại buổi họp báo công bố vương miện và top 20 chung cuộc vì thiếu giấy phép tổ chức. Điều này cho thấy đã có rất nhiều vấn đề rủi ro, Hương Giang hoàn toàn lường trước nhưng ekip lại có phần chủ quan dẫn tới cuộc thi mang thông điệp ý nghĩa nhưng lại vướng lùm xùm. Hiện tại khán giả vẫn chờ đợi xem Miss International Queen Việt Nam sẽ bị xử phạt thế nào, liệu tân hoa hậu Diệu Thảo có bị thu hồi danh hiệu hay không.